kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu. Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Gà Công Nghệ của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn đăng những cái video ngắn của các bạn, hay còn gọi là những cái video dạng reel lên trên Facebook để các bạn có thể kiếm tiền ở trên Facebook được nha. Thì để làm điều này, các bạn hãy mở cái ứng dụng Facebook của bạn ở trên điện thoại lên, các bạn nhấn vào đây. Xong sau đó thì các bạn sẽ chạm vào cái nút là ba gạch ngang ở phía trên góc bên phải đối với những bạn xài điện thoại Android, và nút ba gạch ngang ở phía dưới góc bên phải đối với những bạn xài iPhone nha. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút ba gạch ngang ở đây. Rồi xong sau đó thì các bạn sẽ thấy cái dòng là chữ reel ở đây nè, các bạn hãy nhấn vào đây. Sau khi cái dòng reel ở đây xuất hiện xong thì các bạn sẽ chạm vào cái biểu tượng hình đại diện, ảnh đại diện trang cá nhân của các bạn nè, các bạn nhấn vào đây. Rồi thì ở đây nó sẽ có phần là tạo thước phim nè. Đó, tạo thước phim nè, các bạn nhấn vào đây. Nhấn vào tạo thước phim. Rồi thì khi mà tạo thước phim thì các bạn sẽ có hai cái. Một là các bạn lựa chọn những cái video mà có sẵn ở trong điện thoại của bạn. Hai là các bạn quay trực tiếp những cái video mới. Thì nếu như mà các bạn muốn quay những video mới thì các bạn sẽ nhấn vào nút giữa ở đây để các bạn quay cái video mới. Còn nếu mà các bạn muốn chọn những cái video có sẵn ở trong điện thoại của bạn thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng ở đây. Ở phía dưới góc bên trái nè, các bạn nhấn ở đây. Để các bạn lựa chọn những cái video có sẵn ở trong điện thoại của bạn. Thì ở đây nó sẽ cho các bạn lựa chọn một hoặc là nhiều video, nhưng mà độ dài tối đa của nó chỉ có là 1 phút thôi nha. Ở đây nếu mà muốn chọn nhiều video thì các bạn nhấn vào chữ là chọn nhiều file. Xong sau đó các bạn lựa chọn, kéo và lựa chọn những cái video mà các bạn muốn ghép lại với nhau. Ở đây thì ví dụ như là mình lựa chọn hai cái video này. Ở tiếp theo hiện lên nè, mình sẽ nhấn vào chữ tiếp. Rồi thì ở đây nó sẽ cho mình lựa chọn cái phần là âm thanh nè. Ở đây là những cái âm thanh mà nó gợi ý cho mình nè. Các bạn có thể nhấn vào chữ là tìm kiếm ở đây để các bạn lựa chọn thêm nhiều âm thanh hơn nữa. Đó, đây là những cái âm thanh mà nó đề xuất cho các bạn nè. Hoặc là các bạn nhấn vào tìm kiếm ở đây để các bạn lựa chọn cái âm thanh mà các bạn mong muốn. Thì ví dụ như mình lựa chọn cái âm thanh này thì mình sẽ nhấn vào đây. Rồi xong sau đó các bạn sẽ nhấn vào chữ tiếp. Thì như vậy là cái âm thanh của bạn đã lựa chọn vào trong cái video đó rồi. Ở đây thì nếu mà các bạn muốn chỉnh sửa cái âm thanh này với cái âm thanh gốc của video á, thì các bạn sẽ nhấn vào cái chữ là âm thanh ở đây. Rồi xong sau đó thì ở cái phần âm thanh này sẽ có là ở phía trên đây, phần bật tiếng này nè. Phía trên đây là cái âm thanh gốc của các bạn. Còn ở phía dưới này cái phần chỉnh sửa là cái âm thanh của cái nhạc mà các bạn thêm vào. Các bạn có thể kéo nó xuống dưới tùy chỉnh làm sao cho nó phù hợp với các bạn lựa chọn đó. Rồi ở cái đây là phần thêm, phần thuyết minh là các bạn có thể thêm cái giọng đọc của bạn vào trong cái video này. Sau khi mà các bạn đã điều chỉnh cái âm thanh xong thì các bạn sẽ nhấn vào chữ xong ở đây phía trên góc bên phải. Rồi ở đây thì các bạn có cái phần là văn bản nè, nhấn vào đây để các bạn thêm chữ vào trong cái video này của bạn. Ví dụ như mình thêm chữ là Gà Công Nghệ ở đây nha. Rồi ở đây là các bạn để điều chỉnh cái màu sắc ở phía trên đây, màu sắc của chữ nè. Rồi ở đây là cái phần là cái phông chữ nè. Rồi ở đây là phần canh chỉnh cái chữ này. Sau khi mà đã lựa chọn xong thì các bạn sẽ nhấn vào chữ xong ở đây. Các bạn có thể là di chuyển cái chữ này lên xuống tùy vào cái vị trí mà các bạn mong muốn nha. Rồi ở đây là cái phần hiệu ứng của cái clip. Thì hiệu ứng của cái video này là có nhiều cái hiệu ứng màu sắc cho cái video cho của bạn hay hơn, các bạn có thể nhấn vào đây để tùy chọn. Tiếp đến là cái phần chỉnh sửa clip này thì để các bạn có thể là cắt ngắn cái video lại, hoặc là lựa chọn những cái video nào mà các bạn mong muốn nó dài hơn hoặc là ngắn hơn thì các bạn sẽ nhấn vào cái video đó và các bạn sẽ kéo dài nó ra hoặc là thu nhỏ nó lại như ở đây. Và các bạn có thể là ở phía dưới này các bạn có thể là điều chỉnh cái tốc độ của video này, hoặc là thêm một số các cái thao tác khác để các bạn điều chỉnh cái video ở đây. Hoặc là các bạn có thể xóa cái video này đi cũng được, hoặc là các bạn thay thế cái video này bằng một cái video khác. Sau khi đã lựa chọn và điều chỉnh xong thì các bạn sẽ nhấn vào chữ xong ở đây. Rồi sau khi mà chỉnh sửa clip xong thì các bạn có phần là dán nhãn. Ở đây thì các bạn có thể thêm những cái sticker ở trên cái video này cho nó hay hơn, tùy các bạn lựa chọn nha. Và sau khi đã điều chỉnh xong thì các bạn sẽ nhấn vào chữ tiếp ở phía dưới góc bên phải nè, nhấn vào đây. Rồi tiếp đến là ở đây thì cái phần này tính năng mic này thì các bạn có thể nhấn ok nha. Rồi xong sau đó thì ở đây là các bạn sẽ nhập cái mô tả cho cái video này của các bạn. Là ví dụ như các bạn có thể nhấn vào, ví dụ như mình tùy cái nội dung của video của các bạn là muốn nói về cái gì thì các bạn nhập vào đây. Thì mình ví dụ cho các bạn thôi. Rồi tiếp đến sau khi mà các bạn đã lựa chọn xong thì các bạn có thể là chọn chế độ chia sẻ nè.
Các bạn có thể chia sẻ cho tất cả mọi người trên Facebook nè, hoặc là chia sẻ cho bạn bè của bạn thôi, hoặc là các bạn chia sẻ cho tất cả bạn bè của bạn trừ cái người mà các bạn không thích ra, thì các bạn nhấn vào đây. Rồi xong sau đó thì các bạn nhấn quay trở lại sau khi lựa chọn xong. Và sau đó thì các bạn chỉ việc nhấn vào chữ là chia sẻ cái thước phim này lên trên Facebook, thì khi đó là cái video dạng video ngắn ở trên Facebook của bạn sẽ được đăng lên. Và nếu như mà có nhiều lượt xem thì các bạn có thể là kiếm được tiền ở trên Facebook nha. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà các bạn đăng những cái video ngắn, hay còn gọi những cái video reel ở trên Facebook. Đến đây là hết. Nếu thấy video này hay thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video khác của mình nha. Còn nếu như mà các bạn đang có mong muốn mua một cái món phụ kiện công nghệ hoặc là một cái món hàng nào đó, thì các bạn có thể là truy cập ngay vào trong cái phần mô tả của video này để mua hàng và ủng hộ cho kênh Gà Công Nghệ ngày càng phát triển hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn.